Con đường lên biên giới đến với bà con Hà Giang quanh co hiểm trở, nhiều khó khăn trong vận chuyển hàng. Thế nhưng, với tình yêu thương, không gì có thể ngăn cản bước chân của đoàn thiện nguyện. Tại điểm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, đoàn trao tặng 500 phần quà cho các em học sinh đang học bán trú, gồm áo ấm giữ nhiệt, khẩu trang y tế, sữa và bánh kẹo. Đây là chuyến từ thiện thứ hai của Quỹ Từ Thiện Thiên Quang do Ni Sư Hương Nhũ gửi tình thương đến bà con dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Thông qua những cái chương trình từ thiện xã hội, an sinh xã hội, thì từ đó chúng ta khơi gợi cái tình thương giữa con người và qua đó cũng thể hiện cái tinh thần đạo pháp của mình vào trong đó. Tiếp tục chuyến hành trình, đoàn đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc và Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tặng 500 phần quà Tết sớm đến các hộ gia đình tại đây, gồm chăn ấm, áo giữ nhiệt, mì gói và khẩu trang y tế. Tổng kinh phí đợt từ thiện là 400 triệu đồng, thể hiện sự chia sẻ yêu thương đến đồng bào, mang nhiều giá trị nhân văn của Phật giáo. Tôi cảm ơn Ni Sư Hương Nhũ, các thầy Phật. Tôi được phần quà này, tôi cảm ơn ạ. Hôm nay nhận quà thì rất là vui, ăn Tết vui vẻ và sang năm thì cố gắng. Hành trình mang yêu thương lần này như góp phần nhỏ san sẻ khó khăn với bà con địa phương và quan trọng hơn là kết nối những trái tim và sự nhiệt huyết để hạt mầm thiện nguyện lan tỏa trong xã hội.